Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tennis AM. Mình là Vinh, còn đây là Benji, nhân vật chính trong video ngày hôm nay của chúng ta. Cùng với chiếc thuyền ngoài xa, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những lỗi cơ bản thường gặp khi in 3D và cách để thẩm định một chiếc máy in 3D, thẩm định những thông số in và thẩm định cả vật liệu in 3D sử dụng mô hình in 3D huyền thoại này. Ê, nhưng mà tại sao lại là Benji nhỉ? Khai thật đi, các bạn đã in bao nhiêu cái Benji rồi? Còn tôi thì phải thú nhận là nếu có đủ tài và chính để sở hữu cái bát đựng hoa quả trị giá hơn 200 củ thì cũng không đủ để đựng tất cả những chiếc thuyền ngoài xa mà tôi đã từng in. Có thể không hiện hữu trong đề thi môn ngữ văn hàng năm, nhưng chiếc thuyền ngoài xa lại luôn đứng vị trí đầu tiên trong danh sách các mô hình thử nghiệm của những nhà sản xuất máy in 3D và dân chơi độ chế. Khi thì thể hiện tốc độ điên cuồng bằng cách in chiếc Benji chỉ trong vòng 20 đến 30 phút đồng hồ, khi lại tạo ra những chiếc Benji khổng lồ chỉ để thể hiện sức mạnh của máy in 3D như mấy ông bứt rép chẳng hạn. Chiếc thuyền ngoài xa không đơn thuần chỉ là một mô hình in 3D, nó thể hiện sự bấp bênh, dập dần và chân vân của những người đã lỡ dấn thân vào vòng xoáy của nhựa và in 3D. Đằng sau mỗi chiếc Benji là một câu chuyện buồn và trên hết là mỗi chiếc Benji tiềm ẩn hàng tá những tính năng để chúng ta có thể thẩm định những chiếc máy in 3D, thẩm định thông số in và thẩm định cả vật liệu in 3D một cách cực kỳ toàn diện. Ok, không để các bạn đợi lâu, chúng ta hãy cùng nhau phân tích hình ảnh chiếc thuyền ngoài xa trong in 3D nha. Benji là một mô hình kỹ thuật số 3 chiều được thiết kế bởi Creative Tools và xuất bản vào tháng 4 năm 2015, và nó đã sớm trở nên viral trên khắp trung địa và chễm chệ trên tất tình hình cho đến tận ngày nay. Hàng loạt các biến thể của Benji như chiếc thuyền ngoài xa với ngai sắt, chiếc thuyền ma ngoài xa, chiếc thuyền pixel ngoài xa đã ra đời. Và thậm chí là còn có cả một website mang tên 3dbenji.com. Và ở đây các bạn có thể tìm thấy tất tần tật những thông tin cơ bản về một chiếc Benji, về những kích thước cơ bản và những cái vị trí mà các bạn cần phải lưu ý khi mà in hay là đánh giá mô hình in của bản thân. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng nhìn vào phần đáy thuyền. Ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy một dòng chữ mang tên CT3D.xyz. Dòng chữ này thể hiện rất nhiều điều và nó đang nói với bạn rằng cái lớp in đầu tiên của bạn có phù hợp hay chưa. Trong trường hợp các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy dòng chữ này, ví dụ như ở chiếc đáy thuyền màu đen này mình đang show ra, thì lớp in như vậy là đã rất tốt rồi. Nhưng trong trường hợp mà các bạn có thể nhìn thấy dòng chữ nhưng những cái đường nét xung quanh dòng chữ đó thì nó lại quá thưa như thế này đây, thì điều này chứng tỏ là đầu in đang bị quá xa bàn. Hoặc cũng có những cái trường hợp là những cái lớp in đầu tiên nó quá sát bàn, dẫn đến là rất khó để có thể nhìn thấy cái dòng chữ này, và dường như là các chữ nó bị dính lại vào với nhau. Như vậy thì chúng ta sẽ cần phải điều chỉnh bàn in, canh lại bàn trong những trường hợp như vậy. Trường hợp mà quá xa bàn thì chúng ta sẽ chỉnh Z offset để cho đầu full đi xuống dưới. Và trường hợp đầu full quá gần bàn thì chúng ta chỉ cần chỉnh Z offset cho đầu full đi lên để tăng bề dày của lớp in đầu tiên. Tiếp theo, chúng ta có thể nhìn vào phần mũi tàu. Ở đây thì nó là chính là bài test overhang khi mà mũi tàu nằm ở vị trí khoảng 40 độ so với phương ngang. Nếu như mà nhiệt độ in và tốc độ quạt làm mát phù hợp thì phần mũi tàu của chúng ta sẽ rất là đẹp và nó sẽ không có một chút sự gợn sóng nào cả. Tuy nhiên thì ở một số mô hình mà nhiệt độ in chưa phù hợp và tốc độ quạt làm mát chưa đủ thì chúng ta có thể tìm thấy những cái nếp nhăn trông như thế này, hoặc thậm chí là tệ hơn như thế này. Với mỗi cái cuộn nhựa in mà các bạn có thể mua được ở trên thị trường thì các nhà sản xuất thường sẽ đề cập đến những cái thông số cơ bản, ví dụ như là nhiệt độ đầu full và nhiệt độ bàn nhiệt. Tuy nhiên thì chúng ta phải luôn luôn sử dụng những cái bài test để có thể đánh giá được là nhiệt độ đầu full mà nhà cung cấp đề xuất nó có phù hợp với từng loại máy in hay là trên những cái máy in khác nhau hay chưa. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng nhau nhìn vào đường cong hoàn hảo ở mạn thuyền. Đường cong này nói cho chúng ta biết được là máy in 3D của chúng ta có đang hoạt động ở trạng thái ổn định hay không. Bởi vì nếu như chúng ta vận hành máy in ở tốc độ quá cao hoặc là cái thông số in nó chưa có phù hợp á,
thì sẽ có rất là nhiều những cái nếp nhăn xuất hiện ở trên cái phần đường cong này. Hoặc là chúng ta cũng có thể nhìn thấy ở phần cột, ở phần khoang lái này thì nó cũng sẽ có một vài cái nếp nhăn khi mà nó di chuyển, nó thay đổi cái vị trí in hay thay đổi cái góc in. Nếu như các bạn tìm thấy được quá nhiều nếp nhăn trên chiếc thuyền ngoài xa thì điều đó chứng tỏ là chiếc min 3D của bạn đang vận hành ở một cái tốc độ không phù hợp với chính bản thân nó, hoặc là khung máy hoặc là những bộ phận cơ khí của máy đang ở trạng thái không tốt. Như vậy thì chúng ta sẽ cần làm những thao tác như bôi trơn hoặc là siết chặt lại những con lăn V-slot trong trường hợp các bạn sử dụng hệ dẫn hướng con lăn V-slot và thanh nhôm định hình. Hoặc cũng có thể là có một vài con ốc, bù lông đai ốc nó bị lỏng lẻo ở một nơi nào đó trên chiếc máy in 3D của bạn, hoặc là cái bộ khung của bạn nó quá yếu đi. Các bạn cần phải gia cố, các bạn cần phải làm sao đó để tăng cứng cho phần trục Z để cho nó hoạt động ổn định hơn. Cho dù có rung động thì nó cũng không ảnh hưởng đến chất lượng bản in. Và ngoài ra thì còn có một cái yếu tố khác cực kỳ quan trọng, nó ảnh hưởng đến cái bề mặt in, đó chính là đai răng. Đai răng là một vật tư tiêu hao mà trong một khoảng thời gian dài các bạn sử dụng nó sẽ bị giãn hoặc là thậm chí là bị nứt hoặc bị đứt. Như vậy thì các bạn cần phải kiểm tra thường xuyên là những cái sợi dây đai răng này nó có đang ở trong cái trạng thái tốt hay không, và dây đai răng có được căng ở một cái mức độ phù hợp hay không. Dây đai căng quá hoặc là chùng quá cũng đều có thể dẫn đến cái hiện tượng gây ra những cái nếp nhăn trên bề mặt khi in như vậy. Nhìn lên trên một chút thì chúng ta sẽ có cái bài thử nghiệm stringing. Khi mà cái đầu phun nó in ở những cái phần cột và di chuyển đến những cái phần khác á, thì nó sẽ phải rút nhựa và đẩy nhựa ra rất là nhiều lần. Và như vậy thì khi mà nó rút nhựa vào hoặc đẩy nhựa ra, nó sẽ có một cái phần vật liệu còn thừa mà nó sẽ không có được rút hết, dẫn đến là nó có hiện tượng kéo tơ trong như cái mô hình bên chì tàu đồng của mình in này. Và cái tơ này thì trong một số trường hợp nó được xử lý khá là dễ dàng. Ví dụ như cái tơ ở trên chiếc thuyền ngoài xa màu đen này của mình thì nó rất là mỏng và rất là ít. Như vậy thì mình có thể dùng hộp quẹt hoặc là súng khò để có thể xử lý và làm sạch những cái phần tơ như vậy. Tuy nhiên thì cũng có một số cái trường hợp mà cái bàn in của chúng ta nó trông nó rất là gớm, rất là nhiều tơ. Những cái trường hợp như vậy thì đôi khi chúng ta sẽ phải dùng kéo, dùng dao để cắt bớt tơ. Bởi vì cho dù là chúng ta dùng súng khò hay là dùng hộp quẹt thì nó cũng không có gọn đi được những phần tơ như vậy. Như cái mô hình này nó đang bị quá nhiệt và rejection chưa hợp lý, rất là nhiều tơ. Việc mà tạo tơ trên mô hình á, nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Thứ nhất là nhiệt độ in, thứ hai là quạt làm mát, thứ ba là thông số rejection. Khi mà chúng ta nhìn thấy mô hình có quá nhiều tơ kết hợp với những vị trí khác trên mô hình thì chúng ta có thể đánh giá được là nhiệt độ in nó chưa phù hợp, cần phải giảm nhiệt độ đi để đảm bảo là những cái phần overhang nó không có bị sần sùi, đảm bảo là khi mà rejection á, nhiệt độ nó không quá cao dẫn đến nhựa nó không có bị chuyển qua trạng thái lỏng hoàn toàn. Khi mà rejection nó rút nhựa lại thì phần nhựa nó sẽ không có bị rớt ra khỏi đầu phun và không có bị tạo tơ. Ở phía trên thì chúng ta sẽ còn có cái bài thử nghiệm gọi là bridging nữa. Nhìn vào những cái phần cửa sổ ở phía trên của khoang lái, trong đa số các trường hợp thì nó sẽ cần có spot. Tuy nhiên thì ở những khoảng cách nhỏ như vậy thì nó sẽ gọi là bridging. Những vị trí như thế này thì sẽ không cần spot. Và với những cái máy mà được hiệu chỉnh tốt về nhiệt độ, về quạt làm mát hoặc là những cái thông số in mà nó phù hợp với loại nhựa, cái bridging của chúng ta nó rất là đẹp. Các bạn có thể nhìn thấy là ở trên cái mô hình màu xanh này của mình á, thì cái phần bridging này nó rất là đẹp, nó rất là thẳng thớm. Tuy nhiên thì ở trên cái thuyền màu vàng này á, thì nó bị cong xuống nè, bị cong xuống khá nhiều. Ngoài cái bridging ra thì chúng ta có thể nhìn thấy ở trên cái mô hình màu vàng này á, ở bốn góc của những cái cột nó đang bị cái hiện tượng là bị sần sùi. Bởi vì cái nhiệt độ in nó đang quá cao so với cái nhiệt độ in phù hợp của nhựa. Khi mà nó in ở những cái vị trí như vậy thì nhựa nó bị chảy ra và nó không có thể nào đạt được trạng thái rắn như mong đợi. Phần bên trong của cái nóc thuyền này thì nó cũng là cái bài thử nghiệm bridging nha. Khi mà nó in một cái lớp, một cái mặt rất là lớn mà không cần support, không cần gì cả, mình có thể sờ được nó có những cái sợi nhựa nó không dính vào nhau ở bên trong cái thuyền khổng lồ này. Khi mà scale up lên á, với cái kích thước một lớn như vậy, khoảng cách nó rất là lớn, thì cái việc mà bắt cầu nó cũng sẽ khó hơn. Và thường là những cái lớp đầu tiên của cái vị trí bắt cầu nó sẽ bị rời rạc và nó sẽ không có dính được vào nhau. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể thẩm định được là chiếc min 3D của chúng ta có đạt được cái độ chính xác như mong muốn hay không bằng cách sử dụng thước hoặc là một số những cái dụng cụ đo nào đó để mà đo những vị trí quan trọng. Ví dụ như là cái đường kính của phần ống khói này, kích thước của cái nhà xí phía sau
phía sau khoang lái, hay là đo kích thước tổng chiều cao của chiếc thuyền. Và sau khi đo đạt như vậy thì chúng ta có thể đánh giá được là chiếc min 3D của chúng ta nó có hoạt động ở một cái mức độ phù hợp hay chưa, nó có được hiệu chỉnh đúng đắn hay chưa. Những cái thông số về số bước trên một đơn vị chiều dài nó đã phù hợp hay chưa, và tạo ra chi tiết có kích thước ổn định và chính xác hay chưa. Tuy nhiên thì độ sai lệch về kích thước nó sẽ tăng lên khi mà kích thước mô hình của các bạn nó tăng lên. Cho nên là để mà đánh giá một cách toàn diện hơn về mặt kích thước, về mặt độ chính xác thì chúng ta sẽ phải in một vài những bài test khác nhau để mà đánh giá được là khi mà in những cái kích thước dài, kích thước lớn, rộng hơn thì nó có bị sai lệch nhiều so với thiết kế hay không. Mục đích của việc đo đạc này đó chính là hiệu chỉnh máy để máy in chính xác hơn, và ngoài ra là giúp cho chúng ta bù trừ được cái kích thước trong quá trình thiết kế để đảm bảo là những chi tiết mà chúng ta thiết kế ra sau khi in nó có thể lắp ráp lại với nhau và có thể hoạt động cũng như là thực hiện một cái chức năng cụ thể nào đó. Và ngoài ra thì khi mà chúng ta quan sát những cái mặt phẳng nằm phía trên cùng của phần ống khói hay là mặt phẳng nằm phía trên cùng của cái phần nhà xí thì chúng ta còn có thể đánh giá được là cái lưu lượng của nhựa được đun ra khỏi đầu phun nó đã phù hợp hay chưa. Nếu như các bạn có thể nhìn thấy những cái đường nét của nhựa nó bị tách bịt ra thì điều đó chứng tỏ là lưu lượng đang nằm ở dưới ngưỡng cho phép. Hoặc nếu như các bạn có thể nhìn thấy những cái đường nhựa này nó bị sủi lên quá nhiều á thì điều đó chứng tỏ là lưu lượng của nhựa quá cao. Như vậy thì chúng ta có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm lưu lượng trong những cái trường hợp khác nhau để đạt được cái bề mặt khá là phẳng phiu và sẽ không có những cái sự lồi lõm của nhựa hay là những cái đường nét nó không bị hở ra. Có một điều cần chú ý khi mà các bạn nhìn thấy những cái đường nhựa nó bị hở ra ở những cái mặt trên cùng của chi tiết thì ngoài cái sự ảnh hưởng của lưu lượng đùn nhựa thì chúng ta còn có thể nghĩ đến một vài cái vấn đề khác liên quan đến dây đai. Khi mà dây đai bị căng quá nhiều thì nó sẽ bị giãn ra quá nhiều, và điều đó thì dẫn đến cái việc là cái khoảng cách dài mà vật thể di chuyển nó không còn được đúng nữa, và dẫn đến là cái khoảng cách giữa những cái đường nhựa nó sẽ không có còn được đúng như phần mềm cài đặt mà nó sẽ bị xa hơn, dẫn đến việc là sẽ có những khoảng hở giữa những cái đường nhựa. Ngoài sự bấp bênh, dập dềnh và chân vân thì các bạn còn nhìn thấy điều gì ở những chiếc thuyền ngoài xa? Hãy chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm của các bạn về những chiếc Benchy trong comment bên dưới nha. Cho những bạn nào mới lần đầu đến với Technics AM thì đây là nơi mà mình chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm về in 3D, về khoa học, công nghệ và kỹ thuật. Nếu các bạn cảm thấy video mà mình chia sẻ là hay và bổ ích thì hãy bấm like, subscribe để ủng hộ chúng mình. Và đừng quên là video mới sẽ được ra mắt trên Technics AM vào tối thứ bảy hàng tuần.